hiện nay khá phổ biến và ngày càng được mở rộng quy mô cũng như chất lượng. Thức ăn đầu vào là yếu tố quan trọng để quyết định đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Người chăn nuôi chú trọng đến cả nguồn rau sạch cho vật nuôi hàng ngày. Việc này rất cần thiết, tuy nhiên lại là khâu mất rất nhiều thời gian, đặc biệt với những cây chuối to, dai và nhiều nhựa. Hiểu được điều đó, công ty Takeo đã mang đến cho bà con sản phẩm máy băm thái cỏ rau đa năng. Máy có thể băm được tất cả các loại rau, củ quả, thân cây ngô, sắn, cỏ voi, cây chuối cho hiệu quả năng suất cao và tiết kiệm được thời gian cho bà con. Trong buổi giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo chúng tôi ngày hôm nay, Bảo Yến xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm hoạt động cực kỳ năng suất và hiệu quả. Máy có thể thái mịn được cây chuối, các loại rau củ quả với năng suất cao. Và đây là dòng sản phẩm chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu máy thái chuối mịn chuyên dùng cho trang trại chăn nuôi gà vịt Takeo TK1500. Kính thưa bà con, đây là dòng sản phẩm bán chạy nhất của công ty Takeo chúng tôi. Vì sao lại nói như vậy? Máy sở hữu động cơ đến 2,2 kW, tương đương công suất đạt 3 ngựa. Tốc độ vòng quay của máy đạt 2.900 vòng trên phút. Chính vì thế, khi bà con bỏ nguyên liệu vô nắp, tốc độ của lưỡi dao sẽ quay nhanh, ra thành phẩm siêu mịn. Và đây cũng chính là lý do máy có tên gọi là máy thái mịn đa năng Takeo TK1500. Cũng như bà con thấy, đây là thùng làm việc của máy. Thùng làm việc của máy được làm bằng thép mạ kẽm dày có độ bền bỉ cao, với đường kính toa nạp nguyên liệu đến 20cm được thiết kế nằm nghiêng, giúp cho bà con dễ dàng đưa nguyên liệu vào trong máy. Phần sau của máy chúng ta sẽ thấy máy sử dụng motor đến 2,2 kW, PC chống giật của máy, bảo vệ người dùng khi có sự cố xảy ra về điện. Phần dưới của máy chúng ta sẽ thấy máy được làm bằng khung sắt chữ V, rất dày và có độ chắc chắn cao. Và vừa rồi Yến đã giới thiệu cấu tạo bên ngoài của máy, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu tạo bên trong của máy như thế nào. Như bà con đã thấy, thùng làm việc của máy được khóa bởi hai khóa đuôi tôm rất chắc chắn. Bây giờ Yến sẽ mở khóa đuôi tôm coi bên trong của máy gồm những gì. Như bà con đã thấy, trong thùng làm việc của máy chúng ta sẽ thấy được máy được cấu tạo bởi lưỡi dao đặc biệt. Như bà con đã thấy, thùng làm việc của máy được gắn lưỡi dao có cấu tạo đặc biệt. Lưỡi dao được làm bằng nhíp ô tô, có độ sắc bén cao, cho nên trong quá trình thái chuối sẽ giúp chuối không bị dập, không bị chảy nước. Kính thưa bà con, đối với mỗi sản phẩm máy băm chuối mang thương hiệu của Takeo, tất cả các loại máy băm chuối đều được bảo hành lên đến 18 tháng. Đối với motor của máy sẽ được bảo hành đổi một trong vòng 12 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất. Khi bà con mua máy nên lưu ý đề phòng chúng ta mua phải hàng không chính hãng, hàng kém chất lượng. Bà con lưu ý rằng trên tất cả các dòng máy băm chuối thì chúng ta sẽ thường thấy có dòng chữ dập nổi của Takeo trên thân máy. Điều này sẽ giúp bà con tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và sau đây, Bảo Yến xin mời bà con theo dõi video của máy thái chuối mịn Takeo TK1500 làm việc trực tiếp như thế nào nha. Và đây là sản phẩm của chiếc máy Takeo TK1500. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.